Vì sao xe bị nổ lốp khi đang chạy nhanh? Làm thế nào để tránh mất lái trên những mặt đường nhiều nước? Thay bánh như thế nào? Bảo dưỡng lốp ra sao? Mua lốp nào là phù hợp và an toàn? Có thể sở hữu một chiếc xe ô tô, nhưng chưa chắc bạn đã có thể trả lời chuẩn xác những câu hỏi trên. Vào Chủ nhật 16 tháng 9 vừa qua, lần đầu tiên một hội thảo chuyên đề về kỹ thuật ô tô dành cho cộng đồng ô tô tại thành phố Đà Nẵng và miền Trung đã được tổ chức, thu hút đông đảo thành viên tham dự. Đây là kỳ thứ tư trong chuỗi hội thảo vì cộng đồng ô tô Việt do Bệnh viện ô tô phối hợp cùng Bảo hiểm Liberty Việt Nam đồng tổ chức, mang chủ đề lốp và những kiến thức cần thiết. Chuyên gia đến từ các đối tác của chương trình là Ford Việt Nam, Goodyear Việt Nam, Aqui Pinaco và Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh đã hướng dẫn cho khách hàng từ những điều cơ bản như đọc ký hiệu trên lốp, bơm hơi đúng chuẩn, cách chọn mua lốp cho đến các kiến thức nâng cao về cân bằng bánh xe, cân chỉnh góc đặt bánh xe, đảo lốp đúng cách. Không những thế, khách hàng còn được hướng dẫn cách xử lý tối ưu khi rơi vào những trường hợp như trượt nước, mất lái, nổ lốp, xe rung sóc. Khách hàng cũng tham gia vào phần thi thực hành thay bánh xe nhanh, rất sôi nổi và hữu ích. Cuối chương trình, tất cả các xe ô tô đến tham dự đều được châm nước làm mát, nước rửa kính và kiểm tra ắc quy, được hướng dẫn bơm hơi và kiểm tra áp suất lốp chuẩn miễn phí bởi đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp. Là một người cũng tham gia lâu trong cái ngành xe, thì bản thân tôi tuy thế nhưng mà cũng thấy tiếp nhận thêm được những cái kiến thức rất là đơn giản nhưng mà đôi khi chúng ta có thể chủ quan bỏ qua. Ví dụ như khi đi vào trời mưa thì chúng ta có nên cho đi xe chạy thẳng vào trong vùng nước không? Ta biết cách đảo lốp, lốp là xe non hay là xe căng quá. Chúng tôi rất hân hạnh hội thảo này vì hội thảo này tạo được cho chúng tôi là một cái cộng đồng ô tô Việt tại Đà Nẵng. Trên cơ sở thành công của hội thảo, với phương châm vì cộng đồng ô tô Việt, ý tưởng về thành lập một cộng đồng ô tô Đà Nẵng đã được nhiều người ủng hộ. Đây sẽ là nơi gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm về các kiến thức lái xe cũng như kiến thức sử dụng ô tô cho tất cả những người yêu thích xe và đam mê công nghệ tại Đà Nẵng và các tỉnh lân cận.